Hi, xin chào các bạn. Đây là lần đầu tiên các bạn xem video clip của mình. Thì mình là Duy, trưởng nhóm kinh doanh của Mercedes-Benz Phú Mỹ Hưng. Như các bạn đã biết thì GLC là chiếc xe bán được nhiều nhất của Mercedes-Benz tại thị trường Việt Nam, cũng như đây là cái chiếc xe chiếm khoảng 60% thị phần xe của Mercedes-Benz bán ra. Các bạn biết tại sao cái chiếc xe này được rất là nhiều các anh chị khách hàng tin tưởng và lựa chọn không? Bởi vì đây là một cái mẫu xe được trang bị hầu như tất cả những công nghệ an toàn và những công nghệ tiên tiến bậc nhất của Mercedes-Benz hiện tại bây giờ. Các bạn sẽ thấy là đèn Digital Light nè, đây là một cái đèn pha có thể nó là bậc nhất của Mercedes-Benz cũng như là bậc nhất trên thế giới hiện tại bây giờ luôn ha. Với cái đèn pha Digital Light này thì đã giới thiệu cho các bạn rất là nhiều lần rồi. Đó, có rất là nhiều những cái tính năng trên cái đèn này cực kỳ hay luôn. Hệ thống camera 360 độ 3D với tính năng là Transparent Bonnet, tính năng cabo trong suốt ha, giúp cho xe của chúng ta an toàn hơn khi mà chúng ta lái qua những cái đoạn đường mấp mô hoặc là những cái đoạn đường mà có thú vật ở trên đường. Tiếp theo nữa thì các bạn sẽ thấy là hàng loạt những cái công nghệ hỗ trợ lái trên gói B20 như tính năng Disconnect nè, giữ khoảng cách, hệ thống cảnh báo điểm mù, hệ thống cảnh báo làn đường, hệ thống đề phòng va chạm. Những cái tính năng đó thì các bạn thấy GLC đã là một cái chiếc xe có thể nói là làm cho các đối thủ phải như là dè chừng rồi. Thì ngày hôm nay GLC 300 còn được Mercedes-Benz ở Việt Nam trang bị thêm cái hệ thống hiển thị thông tin trên kính chắn gió Head-up display. Thì với tính năng hiển thị thông tin trên kính chắn gió này thì các bạn chỉ bắt gặp trên những cái mẫu xe rất là đắt tiền, rất là cao cấp của Mercedes-Benz, như những dòng xe Maybach GLS 600, Maybach GLS 480 hoặc là Maybach S450, S680 Maybach ha. Hoặc là trên xe điện thì các bạn chỉ thấy là trên EQS 500 SUV mới trang bị được cái tính năng này. Đây là một cái tính năng ha, rất là cao cấp và rất là tuyệt vời luôn các bạn. Với tính năng hiển thị thông tin trên kính chắn gió này, nó giúp cho người lái của chúng ta an toàn hơn khi mà chúng ta lái ở tốc độ cao. Đó, các bạn biết rồi, khi mà chúng ta lái ở tốc độ cao, chúng ta chỉ cần lơ đễnh một giây thôi các bạn, hoặc chúng ta chỉ cần liếc mắt sang một chỗ khác thôi, một chút xíu thôi, thì những cái rủi ro nó đã ập tới rồi. Với tính năng Head-up display này, nó sẽ giúp cho chúng ta quan sát chẳng hạn như là tốc độ nè, chỉ đường nè, và rất là nhiều những cái thông tin ngay trên kính chắn gió luôn ha. Đó, thực sự với cái tính năng này nó không phải gọi là xa lạ nữa các bạn, đối với những chiếc xe Mercedes-Benz, nhưng đây là một tính năng lần đầu tiên được trang bị trên mẫu xe GLC tại thị trường Việt Nam luôn các bạn nha. Đó, từ xưa tới giờ tính năng này chưa bao giờ được gắn trên GLC luôn, nhưng ngày hôm nay chiếc xe GLC 300 phiên bản 2024 hay còn gọi là phiên bản V1 này thì được Mercedes-Benz cập nhật ha. Chứng tỏ là Mercedes-Benz đang muốn gì các bạn? Mercedes-Benz đang muốn là thôn tính hết tất cả những cái khách hàng trong phân khúc này về Mercedes-Benz GLC 300 ha. Ok, bây giờ Duy sẽ mời các bạn đi vào bên trong nội thất của chiếc xe GLC 300. Còn một cái điều rất là hay nữa các bạn, và chiếc xe GLC 300 này mới có thôi. Và một tính năng nữa các bạn là lần đầu tiên chỉ có trên mẫu xe GLC 300 tại thị trường Việt Nam, cũng như là Duy thấy là với tính năng này chỉ có trên GLC 300 này và hầu như tất cả những mẫu xe khác của Mercedes-Benz đều không có. Đó là tính năng dẫn đường bằng thực tế ảo các bạn nha. Đó, thì trong khi dẫn đường bằng thực tế ảo thì hình ảnh của camera ở trên kính chắn gió sẽ tái hiện lại tình huống thực tế và sẽ được hiển thị trên cái màn hình trung tâm trước khi thao tác rẽ. Hình ảnh của camera gồm các thông tin bổ sung, ví dụ như là mũi tên thao tác khi mà lái. Đó, thì với cái tính năng này thì Duy thấy là nó thật sự rất là tuyệt vời. Khi mà chúng ta đi đến những cái ngã rẽ các bạn, thì xe của chúng ta chỉ dẫn bằng ngay cái hình thực tế luôn, chứ không phải là những cái hình ảnh 2D hay là 3D trên những cái bản đồ mà các bạn đã từng thấy ha. Đó, và một tính năng nữa rất là thú vị các bạn, đó là tính năng chế độ xem đèn giao thông ha. Đó, thì khi các bạn tới đèn xanh đèn đỏ các bạn, thì xe của chúng ta sẽ sử dụng một cái camera trên kính nè, nó sẽ ghi nhận lại cái hình của cái đèn giao thông để giúp cho chúng ta xem thuận tiện hơn ha. Thật sự những cái tính năng vừa rồi chia sẻ các bạn, đây là những cái tính năng nó trợ lý cho cái người lái xe thôi ha, nhưng mà chúng ta vẫn là người lái xe chính nha. Ok, GLC 300 phiên bản V1 phiên bản 2024 này có giá bán là 2.839.000.000, có nghĩa là tăng 40.000.000 so với lại các phiên bản V0. Thì các bạn ha, với 40.000.000 đó thì các bạn được những cái mà Duy vừa mới đề cập tới, thì các bạn thấy là có đáng với số tiền mà các bạn bỏ ra thêm hay không? Ok, và bây giờ Duy xin được phép kết thúc video clip tại đây. Nếu các bạn có bất kỳ những cái quan tâm nào đến những cái mẫu xe của Mercedes-Benz hoặc là chiếc xe GLC 300 phiên bản V1 này, thì các bạn đừng ngần ngại gọi cho Duy qua số điện thoại của Duy là 0914653979. Xin cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những video clip tiếp theo.